Chỗ này thì cái dự án Park 2 được phát triển bởi tập đoàn Vingroup, hợp tác cùng với một cái đối tác đến từ Hàn Quốc, rồi tổ hợp khách sạn, nhà hàng, biệt thự 5 sao giải trí này. Park 2 và Vingroup thì cũng phát triển rất là nhiều những dự án bất động sản tại khu vực này rồi. Tôi đưa mọi người lên tham quan những cái khu biệt thự ở trên đồi. Đây. Rồi tôi sẽ bay live cam để cho mọi người cùng xem được những cái tiện ích ở tại dự án này, cũng như là những cái liên kết vùng kế với cái dự án Mây Hôm, cho mọi người cùng tham quan nha. Tình trạng bên này thì đang cắt lỗ rất là nhiều. Nói về chủ đầu tư Tân Á Đại Thành là một trong những cái nhà đầu tư chuyên về phát triển về ngành xây dựng, rồi sản xuất thiết bị cũng như là vật liệu xây dựng. Đấy, cái bãi biển này rất là đẹp, nhưng mà ở bờ biển bên đây rất là thoải và nước trong xanh, nhưng mà nó có cái nhược điểm đó là nó nhiều, rất là nhiều bãi, nhiều đá ngầm, cho nên tắm không cẩn thận là chúng ta sẽ rớt vào đá như chơi. Đấy, chủ đầu tư này xây những cái căn biệt thự một trệt hai lầu, dạng phong cách nhà Đông Dương. Đây, mái ngói này trông như những cái nhà ở tại khu vực ngoài Hội An vậy, cũng như phố cổ Hội An này. Bên đây thì những cái khu vực du lịch hiện tại tôi đang ghi nhận ở tại khu vực Bãi Sao, rồi khu vực Bãi Kem, khu vực Hung Lang Tây thì khách rất là thưa thớt. Đây, dự án Park 2 Phú Quốc này xây dựng những khối nhà phố biệt thự, còn 198 ngày để bàn giao dự án này. Từ ngày 1, công nhân thì vẫn đang thi công tấp nập ngày và đêm. Và dự án này thì vẫn đang mở bán nha bà con. 25 cho đến 28 tỷ một căn ven biển như thế này, sở hữu 50 năm, được phát triển bởi tập đoàn Vingroup. Đó, bao gồm rất là nhiều những cái khối nhà phố, biệt thự, shop house, căn hộ, khu vui chơi giải trí. Diện tích của những căn biệt thự đơn lập một trệt một lầu và một trệt hai lầu bên này có cái diện tích đất từ cái mức 300 cho đến 380 mét, 28-30 tỷ. Còn những căn trực diện view biển như thế này thì có cái giá trị giao dịch từ mức 450 tỷ nha. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng bay live cam để cho mọi người cùng tham quan và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái bờ biển Phú Quốc rất là mộng mơ. Bờ biển Phú Quốc thì hiện tại những cái khu hoang sơ như khu vực xã Cửa Cạn, xã Bãi Thơm, khu vực Bãi Thơm, khu vực Hàm Ninh thì còn đang rất là hoang sơ. Còn những cái khu vực như khu Gành Dầu thì Vingroup chiếm gần hết rồi. Khu vực Nam Đảo thì khu vực Ông Đội, Mũi Ông Đội, khu vực Bãi Kem, rồi những cái khu vực ở tại khu vực Bãi Trường, Ông Lăng Tây thì cũng đã được những người dân, những cái chủ đầu tư dự án bất động sản người ta lấy hết ra, người ta phát triển bất động sản hết rồi. Đặc biệt là khu vực Bãi Trường và khu vực trung tâm của thị trấn Dương Đông. Bây giờ tôi sẽ đem ra bay live cam để cho mọi người cùng tham quan và ngắm cảnh nha. Tôi cũng xin giới thiệu tổng quan về cái dự án Park 2 Phú Quốc Residence. Nó nằm ngay mặt tiền của khu vực Bãi Trường, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và dự án này nên có quy mô 55 hectare nha. Bao gồm 65 căn biệt thự, villa rất là lớn này. Toàn những căn đơn lập, diện tích của nó từ 500 đến 1.000 mét vuông. Và tổng số là bên này có 110 phòng khách sạn. Đó, chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup. Và Vingroup thì đã phát triển rất là nhiều dự án tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực ngoài Phú Quốc. Thiết kế cảnh quan ở bên đây là một trong những cái đơn vị thiết kế cũng rất là nổi tiếng nha, Interam, với cái phong cách xây dựng theo phong cách Đông Dương cực kỳ đẹp. Dự án này thì đang trong quá trình hoàn thiện, khoảng 3 tháng nữa sẽ bàn giao cho khách hàng. Và hiện tại thì chúng ta có thể là bằng cái mặt trực diện nhìn từ trên cao xuống như thấy toàn bộ các căn đã được cất nóc và được hoàn thiện hết rồi. Chủ đầu tư thì đang thiết kế cảnh quan. Cái dự án này nó nằm ngay mặt tiền Bãi Trường và cái đoạn bờ biển này nó dài cả cây số nha. Thì trong đây thì có rất là nhiều những cái đoạn bãi biển đây, đoạn này thì bờ biển rất là thoải và cát trắng nắng vàng cực kỳ đẹp. Đó. Ở xung quanh này thì rừng tự nhiên cũng như là khu vực dừa còn đang rất là nhiều. Và dự án này thì hiện tại thì chủ đầu tư vẫn đang mở bán. Đó. Rất là nhiều những cái chính sách thanh toán như là chia sẻ lợi nhuận 40% từ doanh thu, không trừ chi phí, rồi thì sở hữu 20 đêm trên 1 năm, thẻ thành viên của tập đoàn Haiyan, rồi chiết khấu 20% khi mà thanh toán đủ 95%. Ở những cái chính sách quà tặng khi mua biệt thự ở đây như là tặng thẻ VIP, chiết khấu 20% khi sử dụng dịch vụ các
khách sạn cũng như tổ hợp nghỉ dưỡng ở tại của tập đoàn Vingroup này, tặng thẻ thành viên, rồi thì đặc quyền đi máy bay 5 chuyến máy bay khứ hồi đó, trên năm trong 3 năm liên tiếp, đặc quyền sử dụng tiếp đó là 20 đêm đó, dành cho 20 khách sử dụng mua những cái căn đầu tiên tại dự án này, áp dụng trong 2 năm đầu tiên, và cái kỳ nghỉ trải nghiệm cho chuyến du lịch ở tại Regent Phú Quốc hoặc là Park Hyatt Maldives với cái giá trị lên đến 500 triệu nha. Rất là nhiều những giải thưởng hấp dẫn. Đó, bà con nào, anh em nào dư tiền, thừa tiền, không sử dụng đến mà muốn mua bên đây thì lưu ý rằng tôi có bán đây nha. Mua ủng hộ cho tôi căn. Đó, tôi lấy cái tiền cỏ tôi mời đi ăn nhậu, cũng như là tôi sẽ dành một phần trang trải cái chi phí dành cho việc xây dựng cái kênh này lớn hơn. Một phần thì là làm cho cái quỹ từ thiện nha. Anh em nào nhớ mua ở đây thì hãy ủng hộ cho tôi. Mua ở đâu cũng thế thôi, nhưng mà mua cho tôi thì chắc chắn là tôi sẽ có nhiều những cái đặc quyền và những cái ưu đãi dành cho khách hàng, cũng như là làm những cái việc thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Đó, một số những cái dự án là tại Nhà Bè chúng tôi đang cùng chung tay với một số những cái anh thầy lang, anh ấy toàn chữa bệnh miễn phí ở tại khu vực Phước Lộc nha. Anh Lành chữa rất là hay, chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo, đặc biệt là những người nghèo. Đó, khu vực này giá thì 2-3 triệu, 5 triệu đô. Những căn lớn là cũng phải tầm 3 triệu đô này. Trực diện view biển luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì nhớ nha. Đăng ký tôi sẽ đưa book lịch đi tư vấn, rồi cũng là bay đi bay về, ăn uống miễn phí, kể cả không mua. Mà mua được thì tiền cò cũng tương đối là nhiều ạ. Dư tiền thừa tiền hãng mua nha. Ai ít tiền thì thôi đừng mua. Tiền mà không dùng đến việc gì. Ở chỗ này có một cái cầu tàu nha. Chủ đầu tư làm một cái cầu tàu để đón du thuyền rất là đẹp. Đó, mai mốt hình thành nên một cái khu vui chơi, giải trí, mua sắm ở tại khu vực bãi biển như thế này, ngay kế với cái dự án của tập đoàn Tân Á Đại Thành Mây Hôm, cũng là mặt tiền của bãi trường này luôn. Nhưng mà có một đoạn đầu bãi trường thì của cái dự án này thì nó hơi nhiều đá, cho nên anh em bà con đi tắm biển cũng phải lưu ý rất là kỹ nha. Bãi biển phải thoải, không có gần cái nguồn nước dòng, cũng như là không có lốc xoáy, và mùa này cũng rất là nhiều sứa và rất là nhiều bãi đá ngầm, nên là cũng cẩn thận. Đó, cẩn thận không chúng ta có thể là bị tổn thương. Đây, cái mặt rất là đẹp này. Bên này sở hữu 50 năm nha. Đó, bờ biển thì toàn bộ là chỉ sở hữu 50 năm thôi. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì inbox trực tiếp cho tôi hoặc là Zalo cho tôi nha. Đó, tôi xin kết thúc cái video ở đây. Mua đâu cũng thế thôi. Mua cho tôi thì tôi cảm ơn, cũng như là tôi có thêm những cái chi phí để đi làm video, làm thêm những cái sản phẩm để phục vụ cho cộng đồng, cũng như là dành một phần làm cho cái việc thiện nguyện. Đó, tôi xin kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.